Giá lúa gạo hôm nay 26 tháng 1 tại thị trường nội địa tiếp tục xu hướng đi ngang. Nhiều kho, thương lái ngưng mua, quan sát thị trường. Giá lúa gạo hôm nay tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục xu hướng đi ngang. Tỉnh An Giang, giá lúa IR504 ở mức 9.9200 đồng 1 kg, lúa đài thơm 8 duy trì quanh mốc 9.600-9.800 đồng 1 kg, ông 18 ở mức 9.600-9.800 đồng 1 kg. 5451 ở mức 9.00 9.400 đồng 1 kg nàng hoa chính duy trì ổn định ở mức 9.400 9.600 đồng 1 kg lúa ong 380 dao động quanh mốc 8.600 8.800 đồng 1 kg ghi nhận tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long hôm nay thị trường lúa trầm lắng giao dịch lúa mới chậm với mặt hàng gạo giá gạo các loại không có biến động theo đó tại các kho gạo chợ tại An cư cái bè, tiền giang, giá gạo nguyên liệu OM18, đài thơm 8 ở mức 14.100, 14.200 đồng 1 kg, gạo nguyên liệu om 451 dao động quanh mức 13.700, 13.800 đồng 1 kg, SCT24 ở mức 18.500, 18.700 đồng 1 kg. Tại Sa Đéc, Đồng Tháp, gạo thơm ở mức 13.600, 13.800 đồng 1 kg thơm đẹp 13.900, 14.000 đồng 1 kg, gạo ong 5.451, 13.500, 13.700 đồng 1 kg, IR 504 ở mức 12.700, 12.900 đồng 1 kg, gạo SCT 24 dao động quanh mốc 18.000, 18.300 đồng 1 kg, SCT 21 ở mức 17.300. 17.500 đồng 1 kg. Tại các kho xuất khẩu,

Đài thơm 8 ở mức 14.050, 14.150 đồng 1 kg. Trên thị trường gạo, hôm nay giá nguyên liệu thơm dẻo tại Sa Đéc, Đồng Tháp, Cái Bè, Tiền Giang giảm tiếp, các kho ngưng mua, quan sát thông tin thị trường, tại An Giang, giao dịch mua bán chậm, giá gạo nguyên liệu trắng kho tiếp tục cho giá giảm, ít kho mua, nhà máy khó bán dù lượng không có. Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam duy trì ổn định sau phiên biến động. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, VFA, hiện giá gạo 25% tấm ở mức 617 đô la Mỹ một tấn, gạo 5% tấm ở mức 652 đô la Mỹ một tấn. Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, kim ngạch xuất khẩu thức ăn gia súc của cả nước tháng 12 năm 2023 đạt trên 86 triệu đô la Mỹ, giảm 12,7% so với tháng 11 năm 2023 và giảm 4,8% so với tháng 12 năm 2022. Tính chung trong cả năm 2023, xuất khẩu thức ăn gia súc đạt gần 1,2 tỷ đô la Mỹ, tăng 6% so với năm 2022. Xuất khẩu thức ăn gia súc sang thị trường Trung Quốc, thị trường lớn nhất, trong tháng 12 năm 2023 giảm 13,4% so với tháng 11 năm 2023 và gần như không đổi so với tháng 12 năm 2022 đạt 37,65 triệu đô la Mỹ, tính chung kim ngạch xuất khẩu sang thị trường này năm 2023 đạt 577,41 triệu đô la Mỹ, tăng 30,1% so với năm 2022, chiếm 48,3% trong tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước. Xuất khẩu thức ăn gia súc sang thị trường Campuchia, thị trường lớn thứ hai trong năm 2023 tăng 1,2% so với năm 2022

Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc. Cụ thể, tại tỉnh Phú Thọ, Yên Bái, Hà Nội, Bắc Giang, Hưng Yên, Thái Bình đồng loạt tăng nhẹ 1.000 đồng 1 kg lên mức 58.000 đồng 1 kg. Tương tự, tỉnh Vĩnh Phúc, Tuyên Quang cũng tăng 1.000 đồng 1 kg lên 57.000 đồng 1 kg. Các địa phương còn lại không thay đổi. Tỉnh Ninh Bình, Thái Nguyên, Hà Nam đạt mức giá 57.000 đồng 1 kg. Còn tỉnh Nam Định đang được thương lái thu mua với mức thấp nhất toàn miền 56.000 đồng 1 kg. Như vậy, giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc đang dao động trong khoảng từ 56.000, 58.000 đồng 1 kg. Giá heo hơi tại miền Trung, Tây Nguyên. Cụ thể, tỉnh Quảng Ngãi, Thanh Hóa giá heo hôm nay tăng nhẹ 1.000 đồng 1 kg lên mức 53.000 đồng 1 kg và 56.000 đồng 1 kg. Các địa phương như Nghệ An, Đắk Lắk Hà Tĩnh, Lâm Đồng, Bình Thuận đi ngang, hiện ở mức 55.000, 56.000 đồng 1 kg. Trong khi đó, tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Bình Định, Khánh Hòa, Ninh Thuận đạt mức 53.000, 54.000 đồng 1 kg. Như vậy, giá heo hơi hôm nay tại miền Trung, Tây Nguyên đang giao động trong khoảng từ 53.000, 56.000 đồng 1 kg. Giá heo hơi tại miền Nam. Cụ thể, tỉnh Tiền Giang, trà vinh đồng loạt tăng 1.000 đồng 1 kg lên mức 53.000 đồng 1 kg. Tỉnh Sóc Trăng cũng tăng 1.000 đồng 1 kg lên 54.000 đồng 1 kg. Các địa phương còn lại không thay đổi so với hôm qua. Tại thủ phủ chăn nuôi Đồng Nai được thu mua với mức cao nhất toàn miền 56.000 đồng 1 kg. Cùng đạt mức giá 54.000, 55.000 đồng 1 kg là tỉnh Bình Phước, thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Tây Ninh, Long An, Vĩnh Long, Cần Thơ, Kiên Giang, Bà Rịa Vũng Tàu. Còn tỉnh Đồng Tháp, An Giang, Hậu Giang, Cà Mau, Bến Tre, Bạc Liêu ở mức thấp hơn 52.000, 53.000 đồng 1 kg. Như vậy, giá heo hơi hôm nay tại miền Nam dao động trong khoảng từ 52.000, 56.000 đồng 1 kg. Giá phân bón hôm nay 26 tháng 12. Phân u -Rê. Phú Mỹ, 450.000. 550.000 đồng một bao. Bình Điền, 340.000, 480.000 đồng một bao. Urea Hà Bắc, 350.000, 000 đồng một bao. Urea Indo hạt đục, 280.000, 500.000 đồng một bao. Urea Malaysia hạt đục, 390.000, 780.000 đồng một bao. Urea Brunei hạt đục, 420.000, 730.000 đồng một bao. Phân Gia

880.000, 920.000 đồng một bao. Phân kali miếng. Phú Mỹ, 520.000, 650.000 đồng một bao. Con cò, 640.000, 730.000 đồng một bao. Canada, 730.000, 750.000 đồng một bao. Lào, 620.000, 660.000 đồng một bao. Israel, 710.000, 740.000 đồng một bao.

000, 1 1 triệu 050.000 đồng một bao Sông Danh 1 triệu 050.000 1 triệu 100.000 đồng một bao Phân NDK 20 20 15 te Bình Điền 1 triệu 050.000 1 triệu 100.000 đồng một bao Phân Lân Lân Long Thành 220.000 280.000 đồng một bao Lân Vân Điền